Mình Hưng Vlog số hóa danh 01, hãy bình chọn cho mình nhá. Mình Họ Trôn số hóa danh 02 các bạn nhá, hãy bình chọn cho mình. Xin chào các bạn, đây mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, hôm nay anh em chúng mình tiếp tục một series bá đạo các bạn ạ. Đấy, bọn mình sẽ làm những ông vua thời trang các bạn nhá. Đấy, yeah. Thì các bạn ơi, hôm nay bọn mình sẽ không nấu ăn, không chơi trò chơi gì các bạn ạ. Đấy, hôm nay bọn mình sẽ là những nhà thiết kế đẳng cấp các bạn ạ. Đấy, ông vua thời trang các bạn nhá. Đấy, thì các bạn ơi, bọn mình sẽ thiết kế quần áo không phải là từ vải hay là bao hay là chất liệu polymer hay gì các thứ ly lông các bạn nhá. Bọn mình sẽ làm quần áo thời trang từ rau củ quả các bạn nhá. Họ hiểu không? Hiểu. Tất cả những cái gì làm quần áo là từ rau củ quả. Ok. Đấy, thằng em mình hiểu rồi các bạn nhá. Đấy, các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Thì các bạn ạ, nếu mà người nào chiến thắng thì sẽ được 500.000, còn những người nào thua thì sẽ bị rửa bát 1 tháng. Trời, nhưng mà okay. Ai làm giám khảo? À, giám khảo hôm nay mình sẽ nhờ mẹ mình các bạn nhá, và em gái của mình. Đó là những người có con mắt tinh tường các bạn ạ. Đó. Đấy, người thật sự là quyền lực. Đấy các bạn hiểu không? Rồi. Thì bây giờ em đi mua rau à, hay lấy rau ở đâu? Đấy, thiết kế quần áo của em. Ok. Anh là của anh. Ok. Đấy. Không được ăn cắp ý tưởng của nhau. Ok. Ok. Đấy, ok. Thì bây giờ anh em chúng mình sẽ đi lấy rau các bạn nhá. Let's go. A few moments later. Các bạn ơi. Đấy. Thì đây là thời trang của mình. Của Hậu đâu? Đấy, của em đây. Rau hành với lại cải bắp. Cải bao. À, cải bao. Mình là rau cần với lại rau cải này các bạn nhá. Đấy. Ok. Thì rau đã có rồi. Đấy, mỗi nhà thiết kế thì sẽ phải sáng tạo riêng. Đấy. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ vào thiết kế thời trang của mình nhá. Hậu vào thiết kế thời trang của Hậu nhá. Ok. Rồi, let's go. Các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi thiết kế bộ thời trang của mình nhé các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ đi làm chiếc quần trước các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, mình sẽ thiết kế bộ quần áo rau cần của mình các bạn nhé. Đấy. Chưa? Đấy, đây là cái quần của mình các bạn nhá. Ai à? Hậu, nhanh nhé nhỉ. Nhanh sao? Anh em mình rất nhanh mà. Anh em mình chưa làm công ty may kế các bạn ạ. Thế nên là nó sành điệu hơn về cái thời trang ấy. Đấy. Rồi. Nhưng mà các bạn ạ, mình là Hưng Vlog nên là cái gì mình biết. Ok. A few moments later. Đấy các bạn ơi. Đấy, anh em mình đã xong rồi các bạn nhé. Bây giờ thì sẽ công đoạn là cởi đồ các bạn ạ. Thì bọn mình sẽ cởi hết quần áo ra, để nguyên quần xịt các bạn nhá. Quả thân. Đây là cái áo của mình. Đây là cái gì đấy? Đây là cái quần. À, đây cái quần của anh em mình các bạn nhá. Đấy. Thằng này nó ăn nhiều hành cho nên là nó muốn làm bộ áo từ hành các bạn ạ. Đấy, đây là rau cải. Ôi. Bắt rồi. Không sao các bạn nhá. Đấy. Rồi, quan trọng điểm hay không là quan trọng mẹ mình chấm điểm, hiểu không? Rồi, ok, let's go. Đấy, các bạn ơi, đây là phòng thay đồ của bọn mình các bạn nhá. Đấy. Rồi. A few moments later. Mình, Văn Hậu, số báo danh 01. Các bạn hãy bình chọn cho mình nhá. Anh ơi, xong chưa rồi anh ơi? Mình Hưng mê lắm, số hóa danh 02, hãy bình chọn cho mình nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Nó ăn điểm vào cái này này. Nó ăn điểm cái này các bạn này. Nó lại ở cánh đầu này. Đơn giản quá các bạn ạ. Đấy, mình thì nó hơi bị ấy một tí các bạn ạ. Đấy. Yeah. Các bạn thấy đẹp chưa?
Rồi, thì đây là cái mẫu thiết kế thời trang của anh em mình các bạn nhé. Đấy, rất chi là chất. Các bạn thấy được không? Được không? Đấy, đấy. Nói chung là quan trọng là mẹ nhau em bình chọn thôi. Thế yeah. Chứ bây giờ chưa ai biết ai thắng đâu. Ok, thế bây giờ phải đi ra chỗ mẹ luôn. Thôi, gọi mẹ về đi. Ừ, thế gọi mẹ về. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi mẹ mấy em gái mình ra đây chấm điểm với mình nhá. Đấy. Mẹ ơi! Mẹ! Ơi! Lương đâu rồi? Ra đây Lương! Ơi! Các bạn nhớ bình chọn mã số 01 nhá. Mình 02 nhá, các bạn hãy bình chọn ở dưới video này nhá. Mẹ ơi! Đây rồi, mẹ đây rồi. Mẹ! Chị hai con làm cái gì mà hề thế? Hả? Mẹ thấy đẹp không? Ôi trời ơi! Mẹ ơi! Được không? Mẹ được không? Đây là những nhà thiết kế đẳng cấp. Đẳng cấp gì? Đấy, đang thiết kế hai bộ quần áo. Phí hết cả giàn đâu. Hai bộ quần áo làm bằng rau kiểu như là mặc quần áo này đấy. Đấy, mẹ nhìn đấy, biết đấy. Ôi trời ơi, rau. Con gì? Mẹ ơi! Mẹ đây. Thấy bộ hậu đẹp hơn hay con đẹp hơn? Bộ... Con đây. Rau thì mỗi bộ đây, của con nhé, phải hết chục cân đâu bằng. Em thấy váy của anh đẹp hơn váy của anh Hậu. Nhưng mà áo anh Hậu lại đẹp hơn áo của anh. À, tóm lại là chọn ai, mẹ thấy ai đẹp hơn? Đúng rồi, tóm lại chọn ai? Bây giờ chọn á? Mẹ thấy ai đẹp hơn? Đây, nhiều rau. Đây, chiến thắng. Ít hơn. Nhiều rau, bộ này nhiều rau mẹ lấy. Ở đấy chết rồi, rồi. Đấy, tối lên luộc bữa ra rau, bữa cơm ạ. Lương chọn đi. Em chọn anh Hậu hơn. À, anh Hậu hơn á, thế hòa. Em thích ăn cải ngọt mới lại hành hơn. Em không thích ăn không. Ở đây là chọn là đẹp chứ không phải là chọn vì ngon. Đúng rồi. Không. Đẹp. Em thấy cái này đẹp hơn. Ai cái nào đẹp hơn? Anh Hậu. À, đẹp mà sáng tạo. Đấy, mẹ đấy. Chứ không phải vì ăn như lại mẹ chọn là đẹp hơn. Thế mẹ cũng chọn Hậu rồi. Nó chết rồi. Có nghĩa là mẹ thích ăn hành nên mẹ chọn là hành đúng không? Không phải đâu. Đó, ăn điểm vào cái này các bạn này. Đấy. Đó là cái đầu ấy. Đấy. Quá này bữa sốt cà chua. Đấy các bạn ơi. Đấy. Thì đây là hai bộ thời trang của mình các bạn ạ. Đấy, làm vui các bạn xem thôi. Tí của giời. Bao rau. Tôi đi thay quần áo các bạn ạ. Vậy đi thay đi các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Thằng em mình chiến thắng đấy. Hậu say vào mà. Đấy. Tí cất cái rau này đi để ăn lẩu nhá. Ăn lẩu. Ăn lẩu, ăn lẩu. Cả cái thu này sốt đậm thịt thu là được. Thế rồi mà. Đấy hành. Ui, hành mà dán trứng thì tuyệt vời. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Thằng em mình bộ này hot đấy. Được. Được. Hay làm bộ này đi ra đường nhỉ? Thôi bây giờ tóm lại là tháo đi rồi đi ăn lẩu nhé. Ok. Đi. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.